Xe đạp mười uy mến chào tất cả mọi người. Không cần phải giới thiệu nhiều hơn thì mọi người nhìn cái con xe hôm nay mà mình quay video chi tiết cho mọi người thì mọi người cũng đã biết nó là cái thương hiệu gì rồi. Nó quá là nổi tiếng. Và để không có mất thời gian dài dòng nữa thì mình sẽ đi vào review chi tiết hơn từng cái bộ phận của cái con xe ngày hôm nay cho mọi người xem. Thì con xe ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho mọi người nó quá là rõ ràng. Nó là dòng xe Zan Escape R3. Xe này nó có cái phiên bản là phiên bản xuất Nhật chứ không phải là phiên bản quốc tế mà những dòng xe Zan ở các cửa hàng điện máy xanh hoặc là những cái cửa hàng phân phối ở Việt Nam đang bán. Đây là dòng xe Nhật bãi. Và đặc trưng của cái dòng Zan ống tròn này nè là nó có hai màu sơn. Một phía là đậm và một phía là nhạt. Vì thế là nhìn chiếc xe nó khá là sáng theo kiểu rất là bắt mắt. Cái màu sơn của xe này toàn bộ là màu sơn zin và nó cực kỳ đẹp. Nó rất là ít trầy xước, nó không có trầy xước gì nhiều hết. À, quay đến đây thì mình lại nhớ ra một chi tiết là cái tem Escape zin này nè thì nó được cấu tạo bằng nhôm và nó còn đầy đủ hai bên luôn. Cũng như là cái logo phía trước của cái dòng xe Zan nó cũng còn luôn. Thông thường thì những dòng xe Nhật bãi nó hay bị mất những cái logo và những cái tem bằng nhôm như thế, nó không có còn. Đây là cái phần càng xe và đùm xe phía trước. Xe này thì nó sử dụng cặp lớp zin Maxxis có cái kích cỡ là 700x28C. Cái lớp này là lớp zin nó cùng màu với cái màu của xe luôn. Và nó có một số cái răng nước trên lớp, nhưng mà không có đáng kể. Vì cơ bản là cái lớp này là loại lớp ít gai và những cái răng nước đó nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái lớp cả. Xe nó sử dụng vành nền zin nhôm theo xe hai lớp cả trước và sau. Cái ngoài ra thì cái cọc yên xe nó có cái phục nhúng còn hoạt động rất là tốt. Yên thì là yên zin và chưa bọc lại da. Một chút xíu thì mình sẽ quay video mình test mình nhúng thử cái cọc yên này cho mọi người xem. Về cái phần ghi đông môn tăng của xe thì nó là ghi đông môn tăng zom nhôm zin theo xe. Tay bấm xả là tay bấm xả Hram và nó còn báo số rất là chính xác. Cả cái bộ rúp của xe này thì cũng đều là Hram thôi. Đặc biệt thì cái tay bấm xả Hram này đa số những cái mặt nhựa để nó chắn cái báo số lại, nó hay bị vỡ lắm, nhưng mà xe này nó vẫn còn nguyên và nó không có bị vỡ. Cái mặt nhựa chỗ này cả hai bên nó vẫn còn nguyên và nó chưa có bị vỡ cái chi tiết nào hết. Về cái phần tay phanh á thì xe này đó là cái tay phanh nhôm. Ở đây mình sẽ quay phía trước cho mọi người dễ xem hơn. Tay phanh nhôm và cái phần phía bên tay trái á, là cái tay phanh lúc nào nó cũng có chuông ngay chỗ này, nhưng mà cái chuông đa số là bị gãy hết. Nó có một cái ngàm ngay chỗ đó để mình gõ vào cái chuông, nhưng mà cái ngàm đó đa số nó không còn đâu. 10 chiếc thì chắc còn được khoảng có một chiếc thì nó còn thôi, đa số là nó đều mất hết. Xe nó vẫn còn đầy đủ những cái tem đăng ký đăng kiểm tại Nhật cũng như là mã vạch, và nó được phân phối bởi hãng Asahi. Xe thì trên xe nó có báo cái kích cỡ là xe S, tương đương với cái ống đứng của nó là 46.5. Đùi dĩa của xe là đùi dĩa nhôm và nó còn cái miếng chắn xích bằng nhựa ở đây luôn, nó chưa có bị vỡ. Pedal là pedal nhôm nguyên khối. Cả hai bên đều như thế và nó đồng bộ với nhau. Xe này thì nó sử dụng cái cụ đề là Hram và phía sau thì nó có 8 tầng lip Shimano và 3 tầng dĩa phía trước thì nó có tổng cộng là 24 tốc độ số. Bây giờ thì mình sẽ test cái độ trơn tru của cái cụ đề này cho mọi người xem. Cụ đề zin thì mình không phải bàn nhiều rồi, nó nhảy số rất là chính xác và nó không có bị lệch. Trong từng cái video mình làm review về những cái chiếc xe đạp khác nhau thì đa số là mình quay rất là rõ từng cái bộ phận, từng cái chi tiết của nó luôn. Nên mọi người mua xe thì cứ việc yên tâm. Tại vì khi mà mọi người nhận xe thì trong video, trong hình ảnh nó như thế nào thì xe thực tế ở ngoài nó như thế. Mình không có thay thế hay cái tác động nào để tráo cái phụ tùng hoặc là mình thay đổi cái gì cả. Nên mọi người cứ việc yên tâm. Xe này thì mình đo được cái size, cái ống sườn ngang của nó là 53 và cái ống đứng của nó là 46.5. Vì thế là nó sẽ hợp với người dùng cao từ khoảng 1m60 trở lên. Đây là mình đang test cái độ nhún của cọc yên. Nó còn nhún rất là tốt và nó không có bị đơ cứng.
Và cái cọc yên nhúng này nè, thông thường á là nó sẽ bị rơ, tức là mình lắc như thế này nó sẽ rung rất là nhiều. Nhưng mà cái cọc yên này nó còn khá là tốt, cho nên nó rung, cũng có rơ, nhưng mà nó không nhiều. Trọng lượng của xe thì để mình cân lên thử cho mọi người xem. Khi là mình xe này được cấu tạo khung nhôm và gạng thép, tổng trọng lượng của nó là 11,72 kg, nó cũng tương đối nhẹ chứ không quá là nặng. Còn đây là cái phần phía bên tay trái của xe, chân chống là chân chống nhôm theo xe, đùi dĩa là đùi dĩa nhôm khá, có cái bảng khá là to. Và đây là cái phần màu sơn phía bên tay trái của nó, nó cũng rất là đồng bộ so với bên tay phải. Xe này thì có một cái bộ phận là cái chỗ bao tay, là bao tay nó zin của nó khá là cũ rồi và nó đã bị chảy cái nhựa, cho nên là mình đã thay cái bao tay mới. Mình sẽ báo rất là cụ thể và chi tiết những cái nào đã thay thế hay những cái nào không còn nguyên bản cho mọi người xem. Thì xe này nếu mà tính ra thì nó chỉ có cái bao tay là không zin thôi, còn bộ là zin tất tần tật. Rồi, mình đã giới thiệu gần như là toàn bộ hết mọi thứ rồi. Mọi người muốn mua xe thì cứ alo cho mình. Ngoài ra thì nhớ đăng ký kênh YouTube của mình bằng cách ấn subscribe và chuông thông báo. Xe đạp Mobi chân thành cảm ơn.